Mặc dù còn vài tuần nữa mới bắt đầu năm học mới, nhưng các bậc phụ huynh có con em vào học lớp 1 đã và đang chuẩn bị sẵn những trang thiết bị học sinh cần thiết. Cũng như các mặt hàng hóa khác, giá đồ dùng học tập đã tăng lên đáng kể. Đồ dùng để học môn mỹ thuật như hộp đựng bút, vở, bút chì, bút màu, bút vẽ, bảng chữ cái, chữ số hay túi đựng quần áo thể dục. Đây chỉ là một phần trong danh sách mua sắm đồ dùng học tập cho học sinh vào lớp 1. Theo chuyên gia kinh tế, thật không may so với năm ngoái, chi phí cho những đồ dùng cần thiết cho học sinh lớp 1 đã tăng đáng kể, trung bình mất từ 7.200 đến 7.300 krone. Mỗi trường tiểu học sẽ yêu cầu một số đồ dùng riêng cho học sinh. Phần lớn các trường sẽ viết cho phụ huynh danh sách những thứ cần mua, do đó phụ huynh cũng không cần thiết phải mua trước quá nhiều đồ dùng. Theo quy định, phụ huynh của học sinh lớp 1 không cần mua vở hay sách giáo khoa, nhưng nhiều đồ dùng thiết yếu lại có giá tăng đáng kể. Ví dụ một chiếc cặp sách phản quang có giá 1.500 krone, hộp đựng bút 500 krone và hộp đồ học mỹ thuật được trang bị đầy đủ giấy, khăn trải bàn, bút màu, phấn đất nặn v.v. có giá ít nhất 1.000 krone. Đồ chuẩn bị cho học thể dục cũng phải mất ít nhất 2.500 krone. Theo đó, để chuẩn bị cho một học sinh vào lớp 1 sẽ tiêu tốn khoảng 7.200 krone, chưa tính đến các chi phí khác như tham gia câu lạc bộ hay đưa đón con đi học. Ngoài ra, học sinh lớp 1 cũng cần có điện thoại di động để dễ liên lạc với cha mẹ, cũng như chúng cũng cần có tiền tiêu vặt.